Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Huấn Audio làm cái video này, em sẽ bán thanh lý 100 cái vang cơ JBL có model là K6. Em bán thanh lý với giá 1.250.000 đồng một cái và được bao ship toàn quốc tặng dây ca lông. Có thể lấy dây ca lông được cái ra hoa sen hoặc dây ca lông được cái. Anh em tiện lấy cái loại nào thì báo em. Dây ca lông được cái này thì đánh súng đẩy này. Và từ ca lông cái ra hoa sen thì là xuống âm ni hoặc vào những cái thiết bị tương thích. Em sẽ bán thanh lý 100 cái duy nhất anh em nhé, giá 1.250.000 đồng. Và khi hết em sẽ quay lại giá 1.400.000. Chỉ bán 100 cái duy nhất. Chiếc vang cơ JBL K6 sở hữu chỉ có chống hú, không có cổng quang, không có bluetooth anh em nha, chỉ có chống hú. Con này là con huyền thoại một thời đấy anh ạ, một cách đây khoảng 2 năm thì nó là bá chủ về dòng vang cơ. Về trong phân khúc bình dân đấy, nó là bá chủ. Còn tất nhiên là không so sánh với những cái vang Gardecutin 3 triệu thời kỳ đó thì không thể so được. Con này nhiều anh em thích lắm, cái K6 này. Thật lòng nó là như kiểu huyền thoại của đời đầu của JBL ra. Con JBL K6 này cũng là con nhái anh em nhé, chứ không phải con chính hãng đâu. Nhiều anh em đến cửa hàng mua có phải chính hãng hay không, em xin thông báo rằng đây là hàng Trung Quốc làm, mà là hàng nhái của JBL. Nhưng họ làm đặt đầu rất tốt, đến cái giai đoạn này rất tốt. Con này là vỉ, đời em phân phối là vỉ men đỏ anh em nhé. Đang đời này, thanh lý đời này 100 cái là vỉ men đỏ. Bên trong là men đỏ, đỏ hết bên trong. Anh em có nhu cầu mua cái sản phẩm này đang được giá rất ưu đãi, những ngày hè nắng nóng này thì đang được xuống giá. Anh em có thể gọi trực tiếp cho em theo số điện thoại 0904612323. Và xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Huấn Audio. Và đợt này rất nhiều hàng em thấy thanh lý, anh em hãy theo dõi. Chào mọi người ạ.